Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ninky Store. Thì trước mặt các bạn đây là một mẫu loa cực kỳ mới, rất là hot trong cái khoảng thời gian vừa qua. Đấy là em loa đến từ hãng Hammers 08-72. Thì em loa này nó là một cái mẫu loa rất là nhỏ gọn luôn. Tuy nhiên nó sửa trong mình là một cái hệ thống loa là 3 đường tiếng với một cụ bass là 2 tấc, cũng như là một kèn jack, một kèn trung ở trong. Nó rất là đặc biệt luôn. Đây, mình sẽ quay qua một vòng cho các bạn cùng nhìn thấy nè. Thì nó sở hữu công suất là khoảng 100W đó. Thì mức giá thì mình sẽ cập nhật trong khoảng thời gian tới. Tuy nhiên thì nó sẽ loanh quanh khoảng là 3 triệu đồng hơn. Ok, thì mình sẽ nói qua một chút về ngoại hình của chiếc loa này nhé. Bạn có thể thấy là phía trước mặt loa là một cái màn lưới bằng kim loại rất là sáng, và cũng như là nó có những cái nút nhạc trước mặt loa này, thể hiện là chiếc loa này có thể là mang lại cái khả năng nghe nhạc nó tốt, vì nó sở hữu của mình là 3 đường tiếng mà. Cái logo Hammers rất là đặc biệt ở đây này. Hệ thống bánh xe và cũng như là những cái vị trí tay nắm, tay kéo. Đây, tay nắm này, tay kéo này của chúng ta nó rất là dài luôn. Ok. Thì phía trên nó có những cái vị trí của đặt hai cái micro này, cũng như là bên đây mình sẽ có là bóng mạch của loa. Wow, chiếc loa này của chúng ta rất là bóng bẩy luôn, rất là đẹp. Đấy, các bạn có thể thấy. Rồi, thì ở đây mình sẽ có một cái bóng mạch này. Mình sẽ bật nút nguồn lên. Nó có một cái tính năng rất là đặc biệt. Đánh giá mô sĩ. Thì chiếc loa được chúng ta có một cái điểm cực kỳ đặc biệt, đó chính là có thể hỗ trợ trong cái việc mà livestream cũng như là thay đổi giọng nói của mình ngay trên cái bản mạch này luôn. Thì chiếc loa này chúng ta nó có một cái nút headset ở đây để mà điều chỉnh khi mà mình cắm cái tai nghe vào lúc mà livestream ấy. Đó, cũng như là những cái cổng ở đây hỗ trợ cho mình rất là tốt trong cái việc mà livestream. Đó, mic out nè, monitor nè, echo live vân vân. À, cũng như là những cái hiệu ứng ở đây nè. Bây giờ mình sẽ test qua cái tính năng thay đổi giọng nói luôn nhé. Rồi, đầu tiên mình sẽ alo để xem là tiếng mic của nó như thế nào. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thay đổi giọng nói của mình nhé. Nhị sấn mô sĩ. Rồi. Alo, 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 1, 2, 3, 4. Rồi, đó, nó vừa thay đổi đó. Nhị sấn mô sĩ. Rồi, tiếp tục nè. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Rồi, mình sẽ thay đổi tiếp nè. Quả là gì? Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Đó, như các bạn có thể thấy là loa này của chúng ta nó có cái tính năng rất là đặc biệt luôn. Khi mà mình hát karaoke cũng như là những anh chàng mà có thể là hát beatbox đó, thì mình rất là thích cái tính năng này. Và tiếp theo là mình sẽ có những cái vị trí như là volume tổng này, total volume này, cũng như là những cái thông số kỹ thuật. Chiếc loa này của chúng ta là nhỏ gọn luôn, tuy nhiên nó được sở hữu những cái tính năng như là điều chỉnh bass stretch của micro rất là chi tiết luôn. Đó, những cái mẫu loa nhỏ gọn rất là hiếm khi mà được trang bị cái tính năng này. Đó, các bạn thấy. Đấy. Và cũng như là những cái nút nguồn ở đây. Rồi. Thì không để các bạn chờ lâu nữa, bây giờ mình sẽ bật nhạc lên và test cho các bạn thưởng thức âm thanh của chiếc loa này nhé. Oh,
Ok, thì vừa rồi mình cũng đã test hai bản nhạc của Lero, bản nhạc remix trên chiếc loa là Hammers GD08-72 rồi. Về phần track và phần chung thì nó tái tạo được âm thanh những dải cao và những cái lời nói nhà hát của ca sĩ, cũng như là cái chiếc micro này nó tái tạo được âm sắc khá là tốt. Tuy nhiên về những cái dải âm trầm, âm bass của chiếc loa thì nó sẽ không có quá lực. Rồi thì chiếc loa này của chúng ta nó sẽ phù hợp với những bạn mà muốn nghe nhạc bolero này, cũng như là những bài nhạc không lời, nhạc nhẹ nhàng. Đó, thì chiếc loa này với cái mức giá là hơn 3 triệu đồng một tí thôi, và có cái thiết kế cực kỳ là đẹp này, nhỏ gọn, chưa tới 10kg thôi. Và chiếc loa đây là một cái mẫu 3 đường tiếng, cũng như là sở hữu cái công suất là gần 100W, thì nó cũng đáp ứng tốt chúng ta đấy. Với mức giá 3 triệu thì quá là hợp lý rồi. Thì các bạn có muốn đặt hàng cái chiếc loa này, cũng như là muốn được tư vấn kỹ hơn về cái mẫu loa nhỏ gọn, xách tay nhưng mà phục vụ tốt cái nhu cầu hát karaoke này, thì mình có thể là liên hệ qua số hotline của Linh Kiện Store 0901 814 818, cũng như là đường link của sản phẩm này thì mình cũng đã đến kèm ở phía dưới video cả rồi. Các bạn chỉ cần là click vào thôi, là thông số kỹ thuật cũng như là mức giá bán, hình ảnh vân vân đều là có hết rồi. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của Linh Kiện Store nhé. Xin chào.